Cửa hàng Audio Bãi An Giang xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Nay cửa hàng chúng em giới thiệu đến quý vị một đôi loa cổ của Nhật Bản đến từ Kyo. Đây hình ở đây. Và em đã có tháo cũ nội thất cho anh em quan sát. Trước tiên ha, giới thiệu ha. Bộ lọc quá gấu nha anh em, cuộn điện to đùng các thứ ha, xịn sò nha, bông tiêu âm thì đầy thùng luôn, bông tiêu âm đầy thùng. Để móc bông tiêu âm cho anh em quan sát ha. Loại bông này nó sẽ rất ngứa nha anh em lưu ý ha, khi lấy ra anh em lưu ý. Đây. Em này thì sở hữu bass 28 cm. 28 cm. 28 này, 28 hay 30 đây ta? 28, 28. Và một chung giấy. Chung giấy, chép giấy và hai siêu chép ở trên. 5 loa ha, 5 loa. 5 loa. 5 loa 4 đường tiến. Cũ bass nó có ghi là 40 max 60W 8 ohm. Cổ mà nó công suất như vậy là quá cao đấy anh em, thấy không? Cuôn vàng thật luôn, rất đẹp ha. Chiyo ha. 22W chép. 10W. Hai siêu chép Chiyo đây. Cũ rất đẹp đấy nè. Cái chung này 16 cm ha, chép thì 10, còn với hai siêu chép ở trên nữa. Quá thèm đáp rồi, em đóng lại và em sẽ test âm thanh cho anh em nha, nghe ha. Xin chào anh em đã quay trở lại. Em đang ghép nó với con Chiyo TX 501 nha, cũng là một dòng Chiyo cổ. Đây anh em quan sát. Thùng lò thiết kế rất là đẹp ha. Mặt trước nó làm thêm một cái đường chạy như thế này ha. Theo này cực đẹp, để anh tháo dây căng cho anh em xem ha. Lưới bố cổ nha. Đấy. Hai siêu chép, một chung to, chép giấy và một bass 28. Phiền vải tẩm dầu. Đây anh em, nó thiết kế vân này rất đẹp anh em. Những dòng này thiết kế cực kỳ đẹp này. Nó gõ chi tiết rất là hay nha, những bản nhạc gỗ này.
thùng gỗ lạ nha, rất nặng, gần 20 kg. Các tiếng loa còn rất đẹp và hoạt động hoàn hảo. Thùng gỗ lạng đẹp tuyệt vời. Nhưng mà vẫn thấy chiều ngang 38, chiều sâu 30 và chiều cao 65. Thành quách góc cạnh đẹp miệng chê. Gỗ lạng tuyệt đẹp ha. Thành quách góc cạnh tuyệt đẹp. Thôi đẹp khen luôn. Loa cổ mà đẹp được như vậy là rất là hiếm. Phía sau có một kinh chỉnh nha anh em. Góc cạnh thành quách tuyệt vời. Phía sau có một kinh chỉnh nha. Đây là hai chạm loa vặn của nó. Rất là cổ kính nha. Quách còn đẹp tuyệt vời. Và đôi lo này em cũng báo giá nhanh luôn. Em bán với giá là 7.800.000 đồng. Em bán với giá 7.800.000 đồng. 7.800.000 đồng cho đôi trio cổ tuyệt đẹp như thế này. Và con âm ly Gio TW510 này em sẽ bán với giá là 5.200.000 đồng. Em bớt xuống 300 cho anh em nha. Hôm trước bán 5.500, hôm nay em bán 5.200 cho anh em thôi. Xuất âm tụ chạy 4 sò sắt. Chất âm thì anh em cũng đã biết rồi. Em đã test cái âm ly này với rất nhiều dòng loa, anh em cũng cảm nhận được ha. Con ly này còn đẹp tuyệt đẹp, đẹp tuyệt vời. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Anh em nhớ đăng ký kênh để xem những sản phẩm mới nhất của cửa hàng. Và nhấn subscribe, chia sẻ đến nhiều anh em hơn, để cửa hàng em có nhiều động lực làm nhiều clip hơn gửi đến anh em. Xin cảm ơn anh em. Chung chép rất tốt anh em. Chung chép anh nghe cổ tuyệt vời. Vai nặng gánh sông hồ, còn bao lâu nữa xin em thôi hơn rồi. Đây gói hai người, rồi xin cảm ơn anh em. Em kết thúc clip tại đây.